Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay ngày 25 tháng 2, 2019, mẹ mình đang từ Việt Nam bay sang đây. Mình trên đường đi đón mẹ đây. Có 2-3 năm mà mẹ con chưa gặp nhau. Thì cái lần này cũng là lần đầu tiên mà mẹ mình đặt chân tới Úc. Nên không biết thì phản ứng của mẹ mình như thế nào khi tới Úc này, và cảm giác như thế nào, có khác Việt Nam không? Để các bạn theo chân mình coi thử nhé. Thì cái khoảng cách của Úc với Việt Nam mình thì chỉ có 8.000 cây số thôi, là khoảng 8 giờ bay. Bay thẳng với các bạn, bay thẳng với chiếc Thai hay Việt Nam Airlines và có hết rồi. Thì bây giờ đang là 11 giờ 15 thì mình sẽ xuống sân bay. Coi hiểu thế nào. Ok. Thì cái đi vòng vòng thì cũng sao nhỉ, cái này đó là chỗ này, cái này mình quen.
cái nào. Chưa, tùy nhiều chuyến chứ không phải một chuyến đâu. Chưa hả? Tao không bắt được rồi. Mấy nào nhưng mà không biết bắt sao ấy. Anh quay bên đây hả? Có đi lâu chứ bạn check đồ à? Không, mai không biết check. Ừ, ngon. Ừ. 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 Ừ.